Xe tải đâm dồn 4 ô tô vì tài xế cúi xuống nhặt đũa rơi. Tài xế Hồng, 35 tuổi, điều khiển xe tải chở hàng đến gần một ngã tư có đèn tín hiệu ở quận Trung Hòa, thành phố Tân Bắc, Đài Loan hôm ngày 2 tháng 1. Khi đó, vì sợ trễ giờ chất hàng, Hồng tranh thủ mở hộp cơm ăn trưa ngay khi đang lái xe. Tài xế này vô tình làm rơi đũa nên cúi xuống để nhặt. Ngay phía trước, một loạt phương tiện đang dừng chờ đèn đỏ. Vì cúi xuống thấp, Hồng không kịp phản ứng nên khi đến gần ngã tư, chiếc xe tải đâm dồn 4 ô tô cùng làn đường phía trước, khiến bốn người bị thương nhưng may mắn ở mức độ không nghiêm trọng. Theo SET News, cảnh sát nói rằng Hồng không vi phạm quy định về nồng độ cồn, tuy nhiên tài xế này vẫn phải chịu trách nhiệm đối với tai nạn xảy ra. Lãnh đạo Việt Á luôn có rất nhiều đô la Mỹ để chi theo yêu cầu của Phan Quốc Việt. Chiều ngày 3 tháng 1, phiên tòa xét xử hai cựu bộ trưởng cùng 36 bị cáo trong vụ Việt Á tiếp tục với phần xét hỏi với bị cáo Chu Ngọc Anh và nhiều bị cáo khác. Liên quan đến hành vi sai phạm của hai cựu lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ, Hội đồng xét xử tiến hành xét hỏi bị cáo Chu Ngọc Anh, cựu Bộ trưởng và Phạm Công Tạc, cựu Thứ trưởng. Trước buộc khai báo, bị cáo Chu Ngọc Anh thừa nhận cáo trạng của Viện Kiểm sát truy tố là xác đáng. Suốt thời gian qua, bị cáo ý thức được trách nhiệm của mình với đảng, nhà nước, nhân dân. Ông Ngọc Anh phân trần. Cựu Bộ trưởng khai, việc ký quyết định giao đề tài nghiên cứu cách xét nghiệm cho Học viện Quân y trên cơ sở tư vấn của Hội đồng Khoa học. Khoản tiền chi cho đề tài này là hơn 18,9 tỷ đồng từ ngân sách nhà nước cấp cho Bộ Khoa học và Công nghệ. Về quyết định nghiệm thu giao đoạn 1 là do Thứ trưởng Phạm Công Tạc ký. Về cáo buộc nhận của việc 50.000 đô la Mỹ, ông Tạc phủ nhận và khẳng định chỉ nhận 100 triệu đồng. Chủ tọa truy vấn cơ sở nào mà bị cáo lại nói rằng 50.000 đô la Mỹ chứ không phải là 100 triệu đồng? Sao không dùng tiền Việt mà lại dùng đô la Mỹ? Việc đáp, bị cáo dùng tiền đô la Mỹ gọn hơn. Còn về số tiền, thực tình bị cáo không nhớ chính xác, thời gian đã quá lâu. Tiếp đó, chủ tọa yêu cầu bị cáo Vũ Đình Hiệp, phó tổng giám đốc Việt Á đứng dậy đối chất. Bị cáo cho hay, không nhớ chính xác số tiền bao nhiêu, vì lúc nào trong người cũng cầm một số đô la Mỹ lớn để sẵn sàng chi khi việc yêu cầu. Người đàn ông xin khoan hồng cho bạn gái đã lừa đảo anh ta 280.000 đô la Mỹ. Sao China Morning Post đưa tin anh Quang John đã viết thư xin tòa giảm nhẹ nhất cho cô gái Giang Ly. Dù cô này đã có chồng con nhưng vẫn giả làm bạn gái để lừa của anh Quang 2 triệu nhân dân tệ, tương đương 280.000 đô la Mỹ. Theo The Paper, Quang chỉ nhận ra và chấp nhận sự thật rằng mình đã bị lừa đảo tình yêu khi cảnh sát điều tra tình hình của anh. Vụ việc lộ ra vào tháng 8 khi ông chủ họ Ly của Quang phát hiện ra anh mắc nợ tới 280.000 đô la Mỹ vì bạn gái của mình. Đến thời điểm đó, Quang vẫn không nghĩ mình bị bạn gái lừa, nhưng ông chủ Ly vẫn lo ngại nên đã trình báo chuyện này tới cơ quan chức năng. Ông chủ Ly nói với cảnh sát rằng anh không thể tin được số tiền khổng lồ Quang đang mắc nợ, vì bình thường Quang tiêu tiền khá tằn tiện, thêm nữa, công ty còn hỗ trợ chi phí ăn ở cho nhân viên, vì thế biết Quang mắc nợ nhiều tiền như vậy, ông Ly đã nảy sinh nghi ngờ. Ông Ly gặn hỏi anh vì sao cần mượn nhiều tiền như vậy thì Quang ấp úng không trả lời được. Quang đã mượn tiền đồng nghiệp từ lần đầu nói chuyện với Giang trên mạng vào 5 năm trước. Ông Ly cũng biết được Quang đã chi hơn 200.000 nhân dân tệ để trả học phí cho em trai của Giang. Sau đó, mọi thứ trở nên tồi tệ hơn khi ông Ly phát hiện ra rằng Giang đã kết hôn và có một đứa con trai. Nhưng vì quá yêu Giang, Quang không tin được những gì ông chủ Ly nói. Quang vẫn tiếp tục chu cấp tiền cho Giang. Thậm chí anh còn thuyết phục người mẹ đang bị bệnh của mình xin vay khoản vay thế chấp cho Danh. Ngay sau khi nhận được lời khai báo của Ly, cảnh sát đã nhanh chóng điều tra và bắt giữ Danh. Tại sở cảnh sát, cô thú nhận cả cô và chồng đều thất nghiệp từ lâu nên mới xin tiền của Quang. Giả công nhân vào công ty trộm tiền của người nước ngoài, hai bị cáo lãnh án Chiều ngày 3 tháng 1, Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Phước xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Bùi Văn Hải, 49 tuổi, 13 năm tù và Trần Tấn Vũ, 29 tuổi, cùng ngụ Bình Dương, 12 năm tù giam, về tội trộm cắp tài sản. Theo cáo trạng, do cần tiền trả nợ và tiêu xài, Hải rủ Vũ lên khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Phước để trộm cắp tài sản. Hải đã mua mũ và áo bảo hộ lao động, giả làm công nhân của một công ty, khu công nghiệp Bắc Đồng Phú, huyện Đồng Phú, Bình Phước, rồi lẫn trốn vào trong công ty để trộm cắp tài sản. Khoảng 13 giờ ngày 10 tháng 10 năm 2022, Vũ và Hải đến trước cổng chính của công ty. Vũ đứng chờ ở ngoài, còn Hải mặc đồ bảo hộ lao động đi vào trong khuôn viên công ty mà không bị lực lượng bảo vệ phát hiện. Khi đến khu ký túc xá của người nước ngoài, Hải nhìn thấy cửa phòng của một người đàn ông Đài Loan 53 tuổi, khép hờ, nên đã lẻn vào trong lấy trộm 480 triệu đồng, 7.463 đô la Mỹ và 35 tờ tiền ngoại tệ khác. Sau khi lấy trộm tiền, Hải và Vũ chia nhau tiêu xài. Khi biết bị mất trộm, người đàn ông Đài Loan đã đến cơ quan công an để trình báo. Đến ngày 23 tháng 10 năm 2022, Hải và Vũ bị công an huyện Đồng Phú bắt giữ. Cả hai đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Vụ 4 tiếp viên hàng không sách 11kg ma túy, khởi tố 130 vụ án, 331 bị can. Thông tin trên được Thượng tá Nguyễn Thăng Long, Phó trưởng phòng tham mưu Công an thành phố Hồ Chí Minh thông tin tại buổi gặp mặt báo chí thông báo tình hình kết quả công tác đảm bảo trật tự an toàn xã hội trong năm 2023 và một số công tác trọng tâm năm 2024. Theo đó, quá trình đấu tranh mở rộng vụ án vận chuyển trái phép chất ma túy từ Pháp về Việt Nam đến nay, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố 130 vụ án, 331 bị can thu giữ hơn 70 kg ma túy các loại, 4 khẩu súng và nhiều công cụ phương tiện phạm tội liên quan. Giá trị ma túy mua bán trên 22.000 tỷ đồng. Lúc 8 giờ 45 phút ngày 16 tháng 3 năm 2023, Công an thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cục C04 chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh phát hiện thu giữ khoảng 11 kg ma túy tổng hợp được ngụy trang trong các tuyếp kem đánh răng, nước súc miệng. Số ma túy này được nhóm tội phạm thuê vốn tiếp viên sách tay vận chuyển từ Pháp về Việt Nam qua đường hàng không. Kiểm tra bên trong các tuyếp kem đánh răng nêu trên, cơ quan chức năng phát hiện có 157 tuyếp chứa tổng cộng 11.284,57 gram ma túy dạng ketamin và MDMA. Căn cứ kết quả điều tra, ngày 21 tháng 3 năm 2023, Bước đầu xác định khi bốn tiếp viên hàng không nêu trên đang lưu trú tại Pháp, thì có người nhờ chuyển hàng tiêu dùng là 327 tuyếp kem đánh răng và 17 chai nước súc miệng về Việt Nam qua sân bay Tân Sơn Nhất gửi cho người nhà. Các tiếp viên này không biết bên trong 327 tiếp kem đánh răng nhận vận chuyển có 157 tuyếp bị đối tượng trà trộn, cất giấu ma túy. Do vậy, cơ quan chức năng cho rằng chưa đủ căn cứ để xử lý hình sự bốn nữ tiếp viên. tăng phí 4 tuyến cao tốc từ ngày 1 tháng 2. Tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam VEC vừa thông báo điều chỉnh tăng giá vé trên 4 tuyến cao tốc do doanh nghiệp này quản lý. Cụ thể, VEC sẽ tăng giá vé thêm 12% đối với tuyến cao tốc nội bài Lào Cai, Cầu Dẻ Ninh Bình, Đà Nẵng, Quảng Ngãi. Trên cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây tăng 5%. Với việc tăng giá vé như trên, mức thu phí với một ô tô con đi hết cao tốc cầu dẻ Ninh Bình là 82.880 đồng, với cao tốc nội bài Lào Cai là 189.280 đồng, cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi là 216.160 đồng và cao tốc thành phố Hồ Chí Minh – Long Thành – Dầu Dây là 105.000 đồng. Bên cạnh đó, doanh nghiệp tiếp tục áp dụng mức thuế VAT 8% từ ngày 1 tháng 1 đến hết ngày 30 tháng 6. Căn cứ theo chính sách giảm thuế của chính phủ và quốc hội, VEC cho biết việc tăng giá vé được thực hiện theo lộ trình và đã báo cáo cấp có thẩm quyền. Doanh nghiệp tăng giá vé nhằm đảm bảo dòng tiền thực hiện nghĩa vụ tài chính và thực hiện mục tiêu đầu tư phát triển đường cao tốc. Xôn xao hình ảnh xác liên quan đến trang web cá độ. Tối ngày 3 tháng 1, mạng xã hội lan truyền thông tin xác quảng cáo trang web cá độ. Cụ thể, netizen chia sẻ hình ảnh nam ca sĩ mặc chiếc áo có in tên của một ứng dụng cá cược. Hình ảnh này nhanh chóng khiến dư luận xôn xao bàn tán. Theo tìm hiểu, hình ảnh xác mặc chiếc áo có in tên trang web cá độ được chụp trong chuyến đi nước ngoài gần đây của nam ca sĩ và được chia sẻ trên mạng xã hội. Truy cập trang web này thì không có hình ảnh hay video liên quan đến giọng ca sóng gió. Liên hệ với xác để làm rõ thông tin nhưng chưa nhận được phản hồi. Xác sinh năm 1997, được đông đảo giới trẻ biết đến sau khi ra mắt cùng cây ACM. Cả hai từng có nhiều bản hit làm mưa làm gió thị trường nhạc Việt. Tuy nhiên, sau biến cố thì Jack và KICM quyết định tách lẻ. Riêng Zack, anh nhận được sự ủng hộ nhiều hơn của khán giả khi hoạt động với vai trò nghệ sĩ solo. Tuy nhiên, vào tháng 8 năm 2021, ồn ào tình ái giữa ca sĩ Zack và bạn diễn Thiên An đã khiến mạng xã hội xôn xao. Thời điểm đó, Zack bị tố bắt cá hai tay và phụ bạc bạn gái có con. Trước thông tin này, nam ca sĩ lên tiếng xin lỗi khán giả bị ảnh hưởng bởi lầm xùm cá nhân. Từ sau tâm thư, nam ca sĩ không nhắc lại lầm xùm tình ái này và lựa chọn ở ẩn một thời gian. Cho đến gần đây, Zach trở lại rầm rộ với loạt sản phẩm mới nhưng vẫn nhận về lan sóng chỉ trích bởi bê bối. Đáng chú ý nhất là ồn ào MV có sự xuất hiện của Messi. Yên bái, cô gái khiến dân mạng thót tim khi leo lên máy xúc săn mây. Mùa đông ở các tỉnh miền núi phía Bắc được nhiều du khách mệnh danh là mùa săn mây trên các hội nhóm về du lịch nhiều người đã chia sẻ những bộ ảnh săn mây huyền ảo ở những địa điểm hoang sơ hùng vĩ mới đây một bộ ảnh săn mây ở yên bái nhận được chú ý của dư luận cô gái trong bức ảnh tạo dáng trên chiếc máy xúc phía sau là biển mây trắng bồng bềnh nổi bật trên nền trời xanh biếc nhân vật chính trong tấm hình táo bạo ngồi và đứng trên đầu máng xúc để tận hưởng biển mây và ghi lại những khoảnh khắc đẹp giữa núi rừng kèm theo bài chia sẻ cô gái ghi thêm dòng trạng thái đây không phải là tà sùa đây là một điểm săn mây hoàn toàn mới ở Yên Bái. Săn mây kiểu mới nhưng lưu ý mọi người không nên học theo. Nhìn cách tạo dáng thoát tim của cô gái, cộng đồng mạng nảy ra những tranh cãi trái chiều. Nhiều người bình luận, cô gái cố tình tạo dáng nguy hiểm để được nổi tiếng. Theo tìm hiểu những hình ảnh nói trên được chụp tại xã Làng Nhì, huyện Trạm Tấu, Yên Bái. Cô gái trong các bức ảnh là Hà Thị Hoài Thu, 28 tuổi. Thu vốn là một hướng dẫn viên tự do sinh sống ở Trạm Tấu. Sáng ngày 31 tháng 12 năm 2023, trên đường đưa du khách di chuyển từ khu cắm trại ở Phình Hồ lên xã Làng Nhì, cô tình cờ gặp một chiếc máy xúc. Lúc đó vừa hay trời nắng đẹp mây trắng bồng bềnh, tôi nảy ra ý định nhờ du khách đi cùng chụp một số hình ảnh độc lạ với máy xúc. Để chia sẻ lên mạng xã hội, nhằm quảng bá cho điểm săn mây mới này ở trạm tấu, Thu cho hay. Theo Hoài Thu, nhìn trong ảnh nhiều người sẽ nghĩ cô đứng rất treo leo và nguy hiểm. Song thực tế, Khu vực cô chụp ảnh là một khoảng đất trống bằng phẳng. Người thợ chỉ nâng cao phần máng xúc lên khoảng 2 đến 3 mét. Bức ảnh trông cao vút là do góc chụp hất từ dưới lên. Chụp Vành đai 4 Hà Nội thành hình sau 6 tháng thi công. Theo ghi nhận trong những ngày đầu năm, dự án vành đai 4 vùng thủ đô đang được đẩy tiến độ. Nhiều đoạn công trường thi công tấp nập đã tạo ra hình hài đoạn tuyến khi nhìn từ trên cao. Nhiều đoạn đã hoàn tất giải phóng mặt bằng với bề rộng 120 mét các nhà thầu đang triển khai thi công đường song hành, chưa lại phần đất ở giữa cho dự án bót cầu cạn cao tốc. Nhịp độ công trường tương đối sôi nổi với nhiều máy móc, thiết bị được huy động. Trước đó ngày 26 tháng 12 năm 2023, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã đi kiểm tra, đôn đốc tiến độ thi công. Theo báo cáo, hạng mục đường song hành trên địa bàn Hà Nội đang có 32 mũi thi công. Vấn đề vật liệu đất cát phục vụ đắp nền đường đã cơ bản được tháo gỡ. Phần việc hiện tại trên công trường chủ yếu là cào bỏ lớp đất hữu cơ, đổ đất mới và lưu lèn tạo nền đường. Đoạn nền đường vành đai 4 đã thành hình tại vị trí giao cắt với quốc lộ 6, giáp bến xe và ga tàu điện Yên Nghĩa. Người dân đang di rời những ngôi mộ cuối cùng tại một nghĩa trang ở phường Yên Nghĩa, Hà Đông, do hướng tuyến vành đai 4 cắt thẳng qua nghĩa trang này. Theo thống kê, số ngôi mộ đã di chuyển được trên địa bàn Hà Nội đến nay là 7.899 trên 9.263 ngôi mộ, đạt 85,27% kế hoạch. Định hướng sau khi hoàn thành nút giao vành đai 4 với quốc lộ 6, sẽ là một đầu mối giao thông nhộn nhịp với bến xe ga tàu điện và đường vành đai Tại vị trí giao cắt với quốc lộ 1, một số kho xưởng chưa được di rời Với diện tích mặt bằng đã được giao các nhà thầu bắt đầu san lấp, trải vài địa kỹ thuật Hiện, việc san lấp nền đường vành đai 4 đã kéo dài đến vị trí dự kiến xây cầu mễ sở trong tương lai Tại huyện Mê Linh, đơn vị thi công cũng đang triển khai đắp nền đường đoạn qua khu đô thị hút Còn một số hộ dân chưa di rời, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng tới tiến độ san nền cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi đến cuối video đừng quên bấm đăng ký kênh seven news để không bỏ lỡ những tin tức mới mỗi ngày